Tiếp tục chiến dịch gây sức ép buộc đại sứ Pháp tại Niamey phải rút về nước. Hôm qua, chính quyền quân sự Niger một lần nữa tuyên bố sự hiện diện của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Pháp ở Niger là bất hợp pháp. Tuy nhiên, kịch bản tấn công vào đại sứ quán Pháp để thực hiện việc trục xuất nhân vật này là không tồn tại. Tuyên bố trong buổi họp báo quốc tế tại thủ đô Niamey, Thủ tướng Chính phủ Niger do phe đảo chính lập ra, ông Ali Mahaman Laminezene khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ do nguy cơ bị tấn công quân sự từ bên ngoài chưa bị loại bỏ. Theo đó, hành động tấn công có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, bởi một số quốc gia tiếp tục kêu gọi can thiệp quân sự vào Niger. Về vấn đề trục xuất đại sứ Pháp, Thủ tướng Lamine Zene một lần nữa khẳng định sự hiện diện của đại sứ Sivan Itite tại Niger là bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng việc trục xuất nhân vật này là quyết định không thể đảo ngược. Tương tự với sự hiện diện của quân đội pháp giới chức niger nêu rõ chính quyền quân sự đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký với pháp do đó sự có mặt của các binh sĩ pháp trên lãnh thổ niger trong bối cảnh hiện nay là bất hợp pháp tuyên bố của thủ tướng niger được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tiếp tục tập trung bên ngoài căn cứ quân sự và đại sứ quán pháp ở thủ đô niamey để gây sức ép buộc pháp phải rút đại sứ sivan itite cùng toàn bộ các binh sĩ đang đồn trú tại niger về nước Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên lập trường không rút đại sứ và các quân nhân về nước, với lý do Pháp không công nhận chính quyền đảo chính. Sau cuộc đảo chính ở Niger vào ngày 26 tháng 7, cả hợp tác kinh tế và quan hệ đối tác quân sự giữa Niger và Pháp đều đang gặp nguy hiểm. Chính quyền quân sự mới của Niger, dưới sự chỉ huy của tướng Abdurraha Manetiani, phát đi tín hiệu rằng họ đã tràn Pháp. Khi lên nắm quyền, chính quyền quân sự đã ra lệnh ngừng xuất khẩu uranium và sau đó yêu cầu phái viên Pháp phải rời đi sau 48 tiếng. Tuy nhiên, đại sứ Pháp vẫn ở lại, bất chấp lệnh trục xuất. Theo tờ DW của Đức, chính phủ của tổng thống Emmanuel Macron không muốn từ bỏ ảnh hưởng hoặc nguồn cung cấp nguyên liệu thô, nhưng ở Niger có rất ít sự khoan dung. Mahaman Lawangaya, cựu bộ trưởng năng lượng Niger, cựu tổng thư ký tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ châu Phi cho biết, mọi người ở Niger đều cảm thấy mối quan hệ hợp tác này rất bất bình đẳng. Trong một email gửi tới DW, ông Gaya đã trích dẫn những gì ông nói là có sự bất bình đẳng rất lớn. Theo đó, Niger đã xuất khẩu uranium trị giá 3,5 tỷ euro sang Pháp vào năm 2010, nhưng chỉ nhận lại được 459 triệu euro. Ông Gaya cảnh báo, nếu Niger quyết định không xuất khẩu uranium sang Pháp, điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Pháp, nhưng ít ảnh hưởng đến nền kinh tế Niger. Ông cho biết thêm, khoảng 90% dân số Niger không có điện sử dụng và thu nhập như vậy có nghĩa là Niger nhận được quá ít từ xuất khẩu.